Hello mọi người nhé. Lại đi lắp cái thêm cái camera mẫu. Video này mà ông nào dislike cắt đi nhá. Có 6 cái bị có 6 cái lượt lượt like thì hai cái dislike rồi, cắt. Đấy, hôm nay đi lắp thêm một cái cam nữa trong cái đầu ghi 8 này. Alo. Ở đây. Đầy đầy tiền nhưng cứ quên. Thế với anh bắn anh ch bắn cho 3 triệu trừ dần nhá. Cái cam này là cam IP cho nên là phải chạy dây mạng này, với chạy thêm một cái dây điện nữa. Bởi vì ở đây là nó khoảng cách nó xa. Nó gần 100 mét cơ, cho nên là mình phải chạy thêm cái dây điện này để làm cho nó an toàn. Bình thường thì sẽ đấu cái nguồn vào cái dây này, nhưng mà ở đây nó xa quá, mình sẽ phải làm riêng cái dây điện, dây nguồn của nó. Nếu mà đấu ở trong này cũng được thôi, nhưng mà nó nguy hiểm nhé mọi người nhá. Đấu vào đây sợ khi nào nó nhiễm điện ra ấy, nó hở điện thì mình động vào nó nguy hiểm. Ở đây dây điện thì người ta sẽ biết là người ta tránh. Đây sẽ phải đi lên trên đồi. Alo. Vâng. Chưa, vừa nghiệm thu trước thôi. Ai bảo chị đấu nóng gấp, chị bị dở hơi. Chị gọi cho trường xong lấy một cái cam vào cho em. Trường. Ờ. Lại gọi cho có ông Tốt ở đâu nào? Thế ông Tốt đi đâu và ra ngoài đấy? Ông Tốt đi đâu vậy? Chị hỏi xem ông có cái video quay mà anh em cứ đít la như này buồn vãi đái luôn. Đây mọi người nhá, sẽ lắp một cái điểm ở đây. Lắp một cái điểm ở đây. Lắp trên này đi. Đặt một cái cột ở đây. Để xoay vào bên kia. Đây, sẽ lắp một cái cột ở đây. Đấy, để nhìn ra bên kia, hoặc là cái cột ở dưới. Khả năng ở đây cho nó điểm cao này. Cứ để thừa dây khoảng độ tầm tí ra. Đặt trên này nhỉ.
Đấy, xong đi trên này. Cái cam IP với lại cam cam analog thì cái cam IP này nó có giá đắt hơn mọi người nhá. Nó có giá gần như gấp đôi so với cam cam analog cơ. Cái cam này thì nó sử dụng cái đường mạng. Nó quan trọng nhất là mạng. Cam IP thì nó thứ nhất là nó sâu hình, cái thứ hai là góc nhìn của nó rộng lắm. Nó không giống như kiểu cam analog. Cam analog thì mọi người không cần phải kéo dây điện liền ở đây, bởi vì cái dây analog là nó có dây điện liền nguồn rồi. Ây da, cái đây nguy hiểm phết đấy. Đây mọi người, còn mỗi một đoạn. Đẩy nhảy xuống. Thầy tốt dạo này đẹp dài phết. Dạo này làm việc cũng lâu phết. Được. Mình vào 30 phút mình làm xong. Thầy làm một ngày rưỡi. Tiến độ được đấy. Không xong. Giỏi dữ. Thầy dạo này kiểu như đi ăn chố chôm. Cắt đi em ơi. Cắt đi. Đây. Cắt cả hai đây. Được chưa? Lên trên nhà mà lấy. Vào trong nhà mà lấy. Mà lấy dây này.
Ui nóng lắm. 11 giờ này nóng. Này treo lên đây. Được chưa? Nhớ lấy dây thít mặt thít vào. Bây giờ là 11 giờ rồi mọi người. 11 giờ kém 15. Lắp 1 tiếng đồng hồ rồi. Đấy 2 giây đây. Thấy chưa? Đấy. Chưa lấy được à? Rút đi. Tí nữa lấy mà gì mà buộc vào đấy nhá. Kéo đi, kéo đi. Được, kéo đi. Nữa đi. Dây trắng kéo dây trắng đi. Rồi rồi. Kéo căng căng lên tí. Dây này đã dùng lần nào chưa nhỉ? Hình như là chưa này. Một bốn tám. Được chưa? Đây sang bên này mà buộc nữa này. À thôi, có gì tí quấn ở trên đấy. Thít vào bên kia. Thiếu cắm rồi. Mày chạy xuống nhà dưới kia mua cho anh một cái như này này. Nhà Phước Sang ấy. Mua lên trên nhà đấy mà nhà bác lành đấy mà mua chai nước nhá. Chai nước lọc to ấy. Nhà đấy hay bán nước lọc to ấy. Tí hết bao tiền thì anh lại gửi. Được không?
được đấy. Ở cái đầu bên này thì mọi người cũng như vậy nhé, bấm cái đầu hàn mạng này, xong nguồn thì mình bấm vào cái phích cắm này thôi. Để giảm thiểu chi phí thì mình chạy luôn ở trong này, nhưng mà nó rất nguy hiểm cho mọi người, khi mà mọi người hỏng hóc gì thì mọi người nó xử lý nó nguy hiểm. Cho nên là mình đi thêm một cái dây liền nguồn này, dây nguồn điện này cho nó đảm bảo. Nhiều anh em thợ thì cứ hay chơi bằng cái đi cùng cái dây nguồn ấy, nhưng mà nó đỡ tốn cho khách hàng, nhưng mà nó cực kỳ nguy hiểm khi mà anh em nào không biết xử lý ấy. Nó nguy hiểm cho khách nữa. Thôi, khách hàng tốn thêm mấy trăm nhưng mà nó an toàn. Xong rồi anh em vào cái phần trình quản lý. Mình chọn cái hệ thống. Không phải, camera. Đấy. Loại kênh này. Đấy, ở đây anh em tích vào đây một mắt nữa này. Ok. Đăng ký. Tìm kiếm. Ba chiều sáng này.
À đây nó tụt nguồn anh em ạ. Tụt nguồn. Đấy. Có đây này. Đã. Tụt nguồn, tụt nguồn. À mình nói là y tự y đái. À chà, y. Nói với bà chứ cháu việc gì cháu không làm được 10 tuổi rồi cháu đã bác cày cái cày rồi. À. Bà đang một năm một cố lắm chứ. Nấu làm được đấy à, bố à. Nấu quả nắng à, khai nấu quả nắng đi, nấu quả nắng à, là đủ cửa luôn. À. Đã ngày làm khai, đó ngày làm kiếm, đóng ngày làm khai đấy là này. Ừ. Rồi cho. Cái quần là đi, chứ một cái kiếm. Có cái châm nó này ba chồng. Hả? Có cái châm nó này chồng. Đây vác mấy triệu đi chơi này. Đó, camera vác mấy triệu đi chơi. Là chất lượng không? Phải như này đấy. Alo. Ôi, nay tao bị muộn đâu vậy? Ờ, cái nãy rồi em ơi. Có váng chí. Ừ. À, ok, công việc ổn thế này. À, ok, tỉnh chắc ok thôi. Ok, ăn đã. Đấy, anh em thấy vác mấy triệu nặng lắm. Công nhận nặng thật đấy. Vác mấy triệu này nặng.
Ôi chết rồi, nhầm rồi. Chơi đây nhỉ? À đây. Cao quá. Alo. Ừ. Hay gọi cho anh Trương là khẩu 139 đúng 39 khẩu 1 chứ. À phải. Có, nó có 2 con mà. Sim con khác lắm. Ờ nó đó. Càng đây anh em ơi, đoạn này hơi khó đấy. Đã thôi. Đoạn này không trồng được cột. Đâu nhỉ? Đoạn trên kia thì xa quá.
Vâng, sốt con anh ấy. Bị lợt á. Có cái đoàn khách nào không bà chăng? Khách nhỏ đó, nó xuống đón xuống, đón cột xuống mà. Vâng. Ôi, đoàn tiểu nối bảo khó đón lắm. Đoàn này phải đoàn nhỏ cơ. Vâng. Phải tâm cái đoàn khách khẩu không ấy. Khách khẩu á? Không. Hello mọi người nhá. Lại đi lắp cái thêm cái camera mẫu. Video này mà ông nào đít like cắt đi nhá. Có 6 cái lượt like thì 2 cái đít like rồi. Cắt. Đấy, hôm nay đi lắp thêm một cái cam nữa trong cái đầu ghi 8 này. Alo. Ở đây. Đây, đầy tiền nhưng cứ quên. Thế với anh bắn cho 3 triệu trừ dần nhá. Ừ. Cái cam này là cam IP cho nên là phải chạy dây mạng này. Với chạy thêm một cái dây điện nữa. Bởi vì ở đây là nó khoảng cách nó xa. Nó gần 100 mét cơ. Cho nên là mình phải chạy thêm cái dây điện này để làm cho nó an toàn. Bởi bình thường thì sẽ đấu cái nguồn vào cái dây này, nhưng mà ở đây nó xa quá, mình sẽ phải làm riêng cái dây điện, dây nguồn của nó. Nếu mà đấu ở trong này cũng được thôi, nhưng mà nó nguy hiểm nhá mọi người nhá. Đấu vào đây sợ khi nào nó nhiễm điện ra ấy, nó hở điện thì mình động vào nó nguy hiểm. Ở đây dây điện thì người ta sẽ biết là người ta tránh. Đây sẽ phải đi lên trên đồi. Alo. Vâng.
Chưa, vừa nghiệm thu trước thôi. Ai bảo chị đấu nóng gấp. Chị bị dở hơi. Chị gọi cho Trường xong lấy một cái cam vào cho em. Trường. Ờ. Lại gọi cho có ông Tốt ở đâu nào? Thế ông Tốt đi đâu và ra ngoài đấy? À, giáo sư. Ông Tốt đi đâu vậy? Chị hỏi xem ông. Ông. Nổ ra ai nổ cái gì rồi? Chị đi ngắt. Có cái video quay mà anh em cứ đít la như này. Buồn vãi đái luôn. Đây mọi người nha, sẽ lắp một cái điểm ở đây. Lắp một cái điểm ở đây. Lắp trên này đi. Đặt một cái cột ở đây. Để xoay vào bên kia. Đây, sẽ lắp một cái cột ở đây. Đấy, để nhìn ra bên kia. Hoặc là cái cột ở dưới. Khả năng ở đây cho nó điểm cao này. Cứ để thừa dây khoảng độ tầm tí ra. Đặt trên này nhỉ. Xong đi trên này. Cái cam IP với lại cam cam analog thì cái cam IP này nó có giá đắt hơn mọi người nhá. Nó có giá gần như gấp đôi so với cam cam analog cơ. Cái cam này thì nó sử dụng cái đường mạng. Nó quan trọng nhất là mạng. Cam IP thì nó thứ nhất là nó sâu hình, cái thứ hai là góc nhìn của nó rộng lắm. Nó không giống như kiểu cam analog. Cam analog thì mọi người không cần phải kéo dây điện liền ở đây, bởi vì cái dây analog là nó có dây điện liền nguồn rồi. Ây da, cái đây nguy hiểm phết đấy. Đây mọi người, còn mỗi một đoạn.
Để nhảy xuống.